Thưa quý vị và các bạn, trong suốt cuộc đời hoạt động đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng bôn ba qua nhiều nơi trên thế giới. Nhưng nơi người đã đi qua cho tới nay vẫn còn lưu giữ những dấu chân và những kỷ niệm đầy xúc động về người. Với những đồng bào Việt Kiều sống tại Vân Nam Trung Quốc, những kỷ niệm, những hình ảnh của người luôn là những gì giản dị, gần gũi, thân thương và cao quý nhất. Vào tháng 4 năm 2005, hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức sang Vân Nam thực hiện bộ phim tài liệu Bác Hồ ở Vân Nam để ghi lại những kỷ niệm về người trong lòng đồng bào Việt Kiều tại Vân Nam Trung Quốc. Nhân dịp kỷ niệm 116 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền hình kỹ thuật số VTC xin trân trọng giới thiệu tới quý khán giả bộ phim tài liệu Bác Hồ ở Vân Nam. Vân Nam là một tỉnh cao nguyên của Trung Quốc, nằm ở phía Tây Nam, giáp với biên giới Việt Nam. Đây là địa bàn cộng cư của nhiều dân tộc, từ lâu đã gắn bó thân thiết với nhau trong một cuộc sống yên vui. Nơi đây, khí hậu quanh năm ôn hòa, phong cảnh thiên nhiên vốn đã tươi đẹp lại được con người gìn giữ tôn tạo càng thêm hấp dẫn. Vân Nam nằm giáp giới các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng của Việt Nam. Nhân dân hai nước từ lâu đã có mối quan hệ láng giềng khăng khít. Mối tình hữu nghị ấy càng thêm ý nghĩa bởi Vân Nam là nơi Bác Hồ đã từng qua lại nhiều lần trong cuộc đời hoạt động cách mạng không mệt mỏi của mình. Từ những năm đầu thế kỷ 20, người Pháp đã khởi công xây dựng tuyến đường sắt Điền Việt nối Hải Phòng với Côn Minh, dài khoảng 700 km, xuyên qua miền núi non hiểm trở. Hơn 20.000 người Việt Nam bị Pháp bắt phu sang Vân Nam đào hầm, phá núi, bắt cầu. Bởi vậy, dọc theo tuyến đường sắt này có khá đông bà con Việt Kiều sinh sống. Là thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Côn Minh luôn là một trung tâm đô thị sầm uất. Thành phố cao nguyên này đang đổi thay mạnh mẽ. Tuy vậy, bên trong cái vẻ hiện đại mang dáng dấp phương Tây vẫn còn lưu giữ nhiều đường phố cổ, gợi lại những hình ảnh của một Côn Minh từ mấy thập kỷ trước. Tháng 2 năm 1940, Bác Hồ từ Quảng Tây sang Vân Nam bắt liên lạc với chi bộ Vân Quý, tổ chức cộng sản đầu tiên trong Việt Kiều tại Vân Nam. Đồng chí Vũ Anh, một cán bộ lãnh đạo của ban hải ngoại, đưa bác đến ở nơi làm việc của mình tại hiệu dầu Cù Là Vĩnh An, đường phố Kim Bích. Đời sống của nhân dân Vân Nam lúc ấy rất cực khổ dưới sự thống trị của Long Vân, viên tỉnh trưởng khét tiếng chống cộng sản. Phố Kim Bích hôm nay đã thành một đại lộ thanh thang, nhưng người ta vẫn nhận ra cái dáng vẻ của phố cũ bởi công trình kiến trúc đặc trưng này, tuy nó đã được tu tạo khá mới mẻ. Hiệu dầu Cù Là xưa bác từng ở, nay chỉ còn trong các tập ảnh tư liệu, nhưng những kỷ niệm về ngày ấy thì vẫn in đậm trong ký ức của bà con Việt Kiều sống ở Côn Minh. Gia đình ông Trần Đức Phú sinh sống ở Côn Minh khá lâu, từ khi cha ông bị mộ phu sang Vân Nam làm đường sắt. Nhiều năm nay, ông Phú là chủ tịch phân hội Việt Kiều tại Côn Minh. Những năm Bác Hồ ở đây hoạt động ấy, thì lúc đó tôi còn nhỏ, mới có 12 tuổi. Cho nên thì cũng chỉ nghe được một phần là Bác Hồ hoạt động nhất thôi. Thế ở đây là Côn Minh này có ông Trần Bình Chiểu, lúc đó là tham gia hội giải phóng, thì hay trực tiếp với Bác Hồ đó. Cho nên là ông rất rõ
về những hoạt động của Bác Hồ, hay là Bác Hồ hay là những việc gì thì ông rất rõ. Chúng tôi theo ông Phú đến nhà ông Trần Bình Triều, người đã từng được phân công bảo vệ Bác ở Côn Minh. Mặc dù đang bệnh, nhưng khi nhắc đến kỷ niệm với Bác Hồ, ông cụ 87 tuổi này bỗng như khỏe lại. Tôi đi bảo vệ Bác thì là không phải là trực tiếp mà gián tiếp thôi. Tôi vỗ nhát khẩu súng vào trong người tôi. Thì nay thì tôi đi trước. Đi trước tôi quan sát ở cái chỗ mà Bác tập thể dục đó. Xem là nó có cái tình gì không. Thì bạn có đơn giản nó có bố trí người đến để làm gì mình không. Thế thì không, ở đây thì cũng không có. Thế thì bao giờ hoặc là tôi đi trước, có khi rồi lại đi sau xem cho nó có theo dõi không. Đấy. Thế còn là đi ăn một nơi nữa. Đấy là đây là một nơi mà Bác lên cái bảo nó Bác tập thể dục. Thế còn là cái nơi nữa để ở trong thành nữa. Đó là Văn Miếu Côn Minh. Cảnh quan nơi đây tao nhã mà khoáng đạt, sang trọng mà gần gũi, và hẳn đã từng gợi nhớ về hình ảnh đất nước quê hương đang còn chìm trong đói khổ, càng làm tăng thêm ý chí sắt đá giải phóng dân tộc mà Bác hằng nung nấu. Đường phố Côn Minh vẫn còn nhiều nơi giữ được dáng vẻ của kiến trúc mấy chục năm về trước. Ngày ấy, để tránh sự nhòm ngó của đặc vụ Tưởng Giới Thạch, Bác chuyển về nhà số 67 đường Hoa Sơn Nam, nay đã đổi thành số 91. Bác thường gặp gỡ các đồng chí mình ở trên gác. Dưới nhà có bà cụ Phạm Thị Tâm làm nghề giã giò, thường xuyên nấu cơm cho Bác và mọi người cùng ăn. Chẳng còn một tấm ảnh hay kỷ vật nào của bà Tâm ngoài cái tên ghi trong cuốn sổ mộ là bà cụ giã giò. Ông Phú dẫn chúng tôi tìm đến mộ bà. Đó là ngôi mộ số 13, hàng B14, trong khu nghĩa trang của Việt Kiều ở Côn Minh. Nơi đây quanh năm yên tĩnh, chỉ có tiếng thông reo trong gió như du mãi vào giấc ngủ ngàn thu của những con người trọn đời xa xứ. Ga Chỉ Thôn nằm ở vị trí đặc biệt trên tuyến Hà Khẩu - Côn Minh. Đây là nơi tập trung Việt Kiều đông nhất ở Vân Nam. Tháng 4 năm 1940, trong chuyến khảo sát phong trào Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng địch hậu Viện Hội, Bác đã lưu lại ở Chỉ Thôn khá lâu. Chúng tôi là chủ căn nhà số 38, phố Nam Khê, Chỉ Thôn. Hồi trước, bố mẹ chúng tôi kể lại rằng Hồ Chí Minh của Việt Nam đã từng đến và ở trên gác nhà chúng tôi. Vân Nam là một tỉnh cao nguyên của Trung Quốc, nằm ở phía Tây Nam, giáp với biên giới Việt Nam. Đây là địa bàn cộng cư của nhiều dân tộc, từ lâu đã gắn bó thân thiết với nhau trong một cuộc sống yên vui. Nơi đây, khí hậu quanh năm ôn hòa, phong cảnh thiên nhiên vốn đã tươi đẹp, lại được con người gìn giữ tôn tạo, càng thêm hấp dẫn. Vân Nam nằm giáp giới các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng của Việt Nam. Nhân dân hai nước từ lâu đã có mối quan hệ láng giềng khăng khít. Mối tình hữu nghị ấy càng thêm ý nghĩa, bởi Vân Nam là nơi Bác Hồ đã từng qua lại nhiều lần trong cuộc đời hoạt động cách mạng không mệt mỏi của mình. Từ những năm đầu thế kỷ 20, người Pháp đã khởi công xây dựng tuyến đường sắt Điền Việt
nối Hải Phòng với Côn Minh, dài khoảng 700 km, xuyên qua miền núi non hiểm trở. Hơn 20.000 người Việt Nam bị Pháp bắt phu sang Vân Nam đào hầm, phá núi, bắt cầu. Bởi vậy, dọc theo tuyến đường sắt này có khá đông bà con Việt Kiều sinh sống. Là thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Côn Minh luôn là một trung tâm đô thị sầm uất. Thành phố cao nguyên này đang đổi thay mạnh mẽ. Tuy vậy, bên trong cái vẻ hiện đại mang dáng dấp phương Tây vẫn còn lưu giữ nhiều đường phố cổ, gợi lại những hình ảnh của một Côn Minh từ mấy thập kỷ trước. Tháng 2 năm 1940, Bác Hồ từ Quảng Tây sang Vân Nam bắt liên lạc với chi bộ Vân Quý, tổ chức cộng sản đầu tiên trong Việt Kiều tại Vân Nam. Đồng chí Vũ Anh, một cán bộ lãnh đạo của Ban Hải Ngoại, đưa bác đến ở nơi làm việc của mình tại hiệu dầu Cù Là, Vĩnh An, đường phố Kim Bích. Đời sống của nhân dân Vân Nam lúc ấy rất cực khổ dưới sự thống trị của Long Vân, viên tỉnh trưởng khét tiếng chống cộng sản. Phố Kim Bích hôm nay đã thành một đại lộ thanh thang, nhưng người ta vẫn nhận ra cái dáng vẻ của phố cũ. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt cuộc đời hoạt động đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng bôn ba qua nhiều nơi trên thế giới, nhưng nơi người đã đi qua cho tới nay vẫn còn lưu giữ những dấu chân và những kỷ niệm đầy xúc động về người. Với những đồng bào Việt Kiều sống tại Vân Nam Trung Quốc, những kỷ niệm, những hình ảnh của người luôn là những gì giản dị, gần gũi, thân thương và cao quý nhất. Vào tháng 4 năm 2005, hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức sang Vân Nam thực hiện bộ phim tài liệu Bác Hồ ở Vân Nam để ghi lại những kỷ niệm về người trong lòng đồng bào Việt Kiều tại Vân Nam Trung Quốc. Nhân dịp kỷ niệm 116 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền hình kỹ thuật số VTC xin trân trọng giới thiệu tới quý khán giả bộ phim tài liệu Bác Hồ ở Vân Nam. Mà dán cái tên à, tôi vỡ mắt khổ súng ở trong người tôi à, thì nay thì tôi đi trước. Đi trước tôi quan sát ở cái chỗ mà bác tập thể dục đó. Xem là nó có cái tình gì không à, thì bạn có đơn giản nó có bố trí người đến để à, làm gì mình không. Thế thì không, ở đây thì cũng không có à. Thế thì bao giờ hoặc là tôi đi trước, có khi rồi lại đi sau xem cho nó có theo dõi không à. Đấy. Thế còn mà đi một nơi nữa, đấy là đây là một nơi mà bác lên cái bảo đó bác tập thể dục à. Thế còn một cái nơi nữa để ở trong thành nữa. Đó là văn miếu Côn Minh. Cảnh quan nơi đây tao nhã mà khoáng đạt, sang trọng mà gần gũi, và hẳn đã từng gợi nhớ về hình ảnh đất nước quê hương đang còn chìm trong đói khổ, càng làm tăng thêm ý chí sắt đá giải phóng dân tộc mà bác Hằng nung nấu. Đường phố Côn Minh vẫn còn nhiều nơi giữ được dáng vẻ của kiến trúc mấy chục năm về trước. Ngày ấy, để tránh sự nhòm ngó của đặc vụ tưởng giới thạch, bác chuyển về nhà số 67 đường Hoa Sơn Nam, nay đã đổi thành số 91. Bác thường gặp gỡ các đồng chí mình ở trên gác. Dưới nhà có bà cụ Phạm Thị Tâm làm nghề giã giò, thường xuyên nấu cơm cho bác và mọi người. Bởi công trình kiến trúc đặc trưng này, tuy nó đã được tu tạo khá mới mẻ, hiệu dầu Cù Là xưa bác từng ở nay chỉ còn trong các tập ảnh tư liệu, nhưng những kỷ niệm về ngày ấy thì vẫn in đậm trong ký ức của bà con Việt Kiều sống ở Côn Minh. Gia đình ông Trần Đức Phú sinh sống ở Côn Minh khá lâu, từ khi cha ông bị mộ phu sang Vân Nam làm đường sắt. Nhiều năm nay, ông Phú là chủ tịch phân hội Việt Kiều tại Côn Minh.
Những năm bác Hồ ở đây hoạt động ấy, thì lúc đó tôi rất nhỏ, mới có 12 tuổi. Cho nên thì cũng chỉ nghe được một phần là bác Hồ hoạt động nhất thôi. Thế ở đây là Quân Minh này có ông Trần Bình Triệu, lúc đó là tham gia Hội Giải Phóng, thì hay trực tiếp với bác Hồ đó. Cho nên là ông rất rõ về những hoạt động của bác Hồ, hay là bác Hồ hay là những việc gì thì ông rất rõ. Chúng tôi theo ông Phú đến nhà ông Trần Bình Triều, người đã từng được phân công bảo vệ bác ở Côn Minh. Mặc dù đang bệnh, nhưng khi nhắc đến kỷ niệm với bác Hồ, ông cụ 87 tuổi này bỗng như khỏe lại. Tôi đi bảo vệ bác thì là không phải là trực tiếp